hai tai và một cái miệng để chúng ta nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Người ít nói là người có phần hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Họ chỉ nói những cái thật sự cần và chỉ nói chuyện khi gặp bạn bè thân thiết. Nếu không thể nói gì tốt đẹp, họ sẽ im lặng. Đó là cách ứng xử rất thông minh, khôn khéo. Mọi người thường nghĩ người ít nói là những người nhút nhát và có vẻ xa cách, nhưng họ lại là những người hấp dẫn và quyến rũ nhất. Đặc biệt là những người đàn ông ít nói và điềm tĩnh. Họ luôn toát ra vẻ đẹp quyền lực, luôn xứng đáng là con sói đầu đàn, khôn ngoan uyển chuyển, cẩn trọng mưu lược, dũng mãnh khỏe mạnh và đầy quyết đoán. Chó sói, loài động vật săn mồi đáng sợ, được ví như những chiến binh gan dạ chốn cao nguyên rộng lớn, nổi tiếng với chiến thuật săn mồi theo bầy đàn đỉnh cao cùng khả năng dồn đuổi con mồi đến tận cùng cái chết, dần trở thành biểu tượng cho sự thành công không thể cản phá. Để làm được điều đó, vai trò của con sói đầu đàn rất quan trọng. Để dẫn dắt một bầy sói luôn hừng hực khí thế trong huyết quản, sẵn sàng xả thân. Ngoài những phẩm chất như bản lĩnh, giác quan nhạy bén, dẻo dai để sức mạnh, chiến thuật tinh danh, thì con sói đầu đàn phải có phẩm chất tiên quyết, đó là sự điềm tĩnh. Đàn ông tài trí điềm tĩnh thường được ví với sói đầu đàn. Đối với đàn ông, điềm tĩnh là phẩm chất cần có và nên có của những người làm nên việc lớn. Sự điềm tĩnh là vũ khí sắc bén, giúp phái mạnh bảo vệ mình và bảo vệ người khác trước những sự giận dữ của chính họ. Để làm được điều đó, hãy thử tham khảo những nguyên tắc dưới đây. Thứ nhất, nghe nhiều, nói ít. Đàn ông điềm tĩnh là người thấu hiểu châm ngôn này hơn ai hết. Trong một cuộc nói chuyện, anh ta thường lặng lặng đứng sau hậu trường để người khác làm tâm điểm và chỉ lên tiếng khi thấy cần thiết. Một cách để bạn làm được như vậy là khi trò chuyện hãy tự nhủ rằng còn một người nữa mới tới lượt mình nói tiếp. Thứ hai, đặt câu hỏi để người khác trả lời. Lắng nghe nhưng không im thin thít, đàn ông điềm tĩnh biết hỏi những câu hỏi thú vị để cuộc nói chuyện được tiếp diễn. Anh ta gợi mở, tạo điều kiện để người đối thoại với mình được bộc lộ quan điểm, suy nghĩ và cảm xúc. Ví dụ, khi thấy một người quen vừa đi du lịch về, thay vì nói tôi cũng từng đến nơi đó, chuyện đi đó thế này, hãy hỏi: ô, chỗ đó sao, vui chứ? Nhờ đặt câu hỏi và lắng nghe, chúng ta có thêm kiến thức mới hoặc thấu hiểu được góc nhìn của người kia trước khi đưa ra bình luận của riêng mình. Thứ ba, suy nghĩ kỹ trước khi nói. Đàn ông điềm tĩnh thường kiệm lời, nhưng một khi đã phát ngôn thì rất đúng trọng tâm vấn đề, xúc tích, đanh thép và rõ ràng. Bởi vì anh ta luôn uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nghĩa là luôn biết mình phải nói gì và nên nói như thế nào. Đây là một kỹ năng không dễ mà có được. Trước hết, bạn buộc phải thật tập trung khi trò chuyện và phải nói với một tốc độ chậm rãi, giọng điệu rõ ràng. Thứ tư, không ngắt lời người khác. Ngắt lời ai đó là một hành động thô lỗ, bất lịch sự. Đàn ông điềm tĩnh luôn để người khác trình bày trọn vẹn ý kiến của mình rồi mới lên tiếng. Nếu cần nói ra một việc gì gấp, họ sẽ hỏi ý kiến người kia trước. Thứ năm, nói nhỏ, không lên giọng. Nói nhẹ nhàng với âm lượng vừa đủ nghe, ngay cả khi tranh luận. Sự bất đồng quan điểm trong lúc trò chuyện có thể khiến chúng ta vô thức nói to tiếng. Nhưng một người đàn ông trưởng thành và điềm tĩnh phải biết kiểm soát tông giọng của mình. Thứ sáu, không nổi giận. Nhà triết học nổi tiếng Plato đã từng nói, có hai thứ mà người ta không nên tức giận về chúng. Đó là cái mà chúng ta có thể thay đổi và cái mà chúng ta không thể thay đổi được. Chỉ cần hành động thôi, còn nếu đã không thay đổi được thì quên nó đi là xong. Như vậy, suy cho cùng, chẳng có cái gì đáng để ta phải tức giận cả. Đúng vậy, nếu thay đổi được thì việc gì phải tức giận. Nhưng chúng ta là con người, đôi khi giận dữ là điều khó tránh. Nó có thể là cách che đậy những tổn thương và bất lực của bản thân, có thể là cách mà một số người thông báo nhu cầu của họ. Nó là phương tiện đưa tin tốt. Tuy nhiên, nó không giúp giải quyết vấn đề. Thứ bảy, điềm tĩnh chứ không phải nhu nhược. Sự điềm tĩnh tuyệt đối không phải là sự kìm nén hay cam chịu. Sự điềm tĩnh cũng không phải là lẩn tránh xung đột, mà là bày tỏ bảo vệ niềm tin của bản thân nhưng vẫn tôn trọng nhân phẩm cảm xúc của người khác. Những người điềm tĩnh luôn có thiện chí đi tìm giải pháp cho vấn đề thay vì đổ lỗi hay than trách. Thứ tám, suy nghĩ cởi mở. Đàn ông điềm tĩnh luôn tâm niệm một điều. Thế giới này rất rộng lớn, có nhiều điều mình không thể biết hết. Những con người mình tiếp xúc cũng đa dạng,
có quan điểm riêng và có cuộc sống riêng. Do đó, thay vì bắt mọi thứ phải theo ý mình, hãy chấp nhận sự khác biệt. Đó là nền tảng của một tính cách cởi mở. Và chỉ có bắt đầu với suy nghĩ này, chúng ta mới trưởng thành và giỏi giang hơn. Thứ 9, lấy đại cuộc làm trọng. Điềm tĩnh cũng chỉ là một chọn lựa về thái độ. Sở dĩ một số người đàn ông lựa chọn điềm tĩnh vì họ luôn lấy đại cuộc làm trọng. Họ không vì một trận cãi vã mà hủy kết bạn. Họ không để những mâu thuẫn trong quan hệ đồng nghiệp ảnh hưởng đến công việc chung. Họ hiểu giá trị của một bước lùi, của chữ nhẫn, của sự nhún nhường là để thấy rõ hơn bức tranh tổng thể và đưa ra một quyết định sáng suốt cho tương lai. Và nếu muốn điềm tĩnh hơn khi giao tiếp, bạn cũng phải thấy được đại cuộc trong mỗi cuộc trò chuyện của mình. Thứ 10, người ít nói biết cách lắng nghe sự thật. Đã bao nhiêu lần bạn thấy mình cứ lạc lõng trong những cuộc trò chuyện với những người xung quanh khi họ cứ mơ màng chẳng thèm để tâm đến những gì bạn nói. Trong một thế giới mà ít ai dừng nói để lắng nghe, thật khó để tìm một người nào đó để lắng nghe và đồng cảm trong yên lặng tất cả nỗi lòng của bạn, ngoại trừ những người ít nói. 11. Quan sát nhiều hơn. Trong một thế giới luôn vận động, không dễ để tìm một người suy nghĩ sâu, biết quan sát. Những người ít nói, mặc dù không trò chuyện nhiều, nhưng họ có khả năng nhìn người, nhìn việc. Cứ hỏi những người ít nói về cảm nhận của họ thì biết. Bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên về những gì họ phản ánh. Điều này chứng tỏ, ít nói chính là quan sát và nhận xét nhiều hơn. 12. Người ít nói nghĩ trước, phát ngôn sau, chỉnh chu trong từng lời ăn tiếng nói. Bạn đã có kinh nghiệm trong việc lôi kéo mọi người trong những cuộc thảo luận chưa? Người ít nói nhất đột nhiên lên tiếng. Và chuyện gì xảy ra? Tất cả đều lắng nghe. Với những lúc im lặng, họ dành thời gian để suy nghĩ trước khi nói. Và vì vậy, họ không chỉ làm người khác ít khó chịu hơn, mà còn có thời gian để làm cho những gì họ nói trở nên chuẩn xác hơn. 13. Người ít nói có vẻ dễ gần hơn. Với sự ít nói, phong thái điềm đạm, những người như vậy thường được xem là những người bạn tâm tình hoàn hảo. Họ là những người có đôi tai biết lắng nghe, được tôn trọng vì khả năng thấu cảm, sự bình tĩnh và sự nói năng cẩn thận. 14. Những lúc cô đơn, họ sẽ làm việc có năng suất cao hơn. Nhiều người ít nói là những người sống nội tâm, họ thường bị tấn công bởi những cảm giác cô đơn. Tránh khỏi những tác động mà những người bình thường gặp phải, những người ít nói có thể đạt được kết quả tốt từ sự tập trung, từ sự ít nói trầm lặng của bản thân. Vì vậy, không khó để thấy những nhân viên ít nói ngồi ở một góc yên tĩnh tập trung làm việc hàng giờ liền. 15. Người ít nói hiếm khi nặng lời với những người khác. Hiếm khi to tiếng hay hành động thái quá, người ít nói ít khi làm tổn thương người khác. Bạn sẽ khó thấy được cảnh một người bạn ít nói của mình ăn nói cuống cuồng, một nhân viên trầm tính ca vãn về sếp. Điều đó đơn giản là vì họ không dọa nạt những người xung quanh mà cố gắng để mọi chuyện nhẹ nhàng nhất có thể. 16. Sự yên lặng tạo nên sự bình tĩnh. Bạn đã từng thấy cách những nhân viên trầm tính ít nói đối mặt với những dự án đầy căng thẳng chưa? Bạn sẽ thay đổi thái độ hoàn toàn vì phong thái điềm đạm mà họ mang đến cho bạn. Những người ít nói luôn hướng tới việc giữ bình tĩnh cho những người xung quanh. 17. Người ít nói, cô đơn và biết sử dụng sự cô đơn. Albert Einstein đã từng nói, sự buồn tẻ và cô đơn của một cuộc sống thinh lặng kích thích một tinh thần sáng tạo. Trong cuộc sống hối hả, những người ít nói dễ bị quên lãng, nhưng những người được nhớ đến cũng không ít. Họ là biên kịch, nghệ sĩ, nhạc sĩ và những người có suy nghĩ sáng tạo, tìm ra nguồn cảm hứng từ chính một thứ và duy nhất một thứ, sự cô đơn. 18. Là người bí ẩn. Vì người ít nói không có nhu cầu tương tác xã hội nên họ ít chia sẻ về bản thân mình. Mọi người không bao giờ biết tất cả những gì họ suy nghĩ. Điều này làm cho người có tính cách hướng nội vừa vô cùng hấp dẫn lại vừa có chút đáng sợ. 19. Dễ nổi bật. Một sự thật đáng ngạc nhiên đó là người kiệm lời ít nói là một trong những người thân thiện và tử tế nhất mà bạn gặp. Họ luôn chậm rãi, thoải mái và đáng yêu một cách tự nhiên. Trong một thế giới luôn luôn vội vàng và ồn ào thì bản chất chậm rãi và thoải mái cực kỳ hấp dẫn. Họ có thể không hòa nhập với đám đông, nhưng họ luôn nổi bật trong những nhóm nhỏ hoặc trong các cuộc nói chuyện. 20. Biết chọn lọc người để làm bạn, đáng tin cậy. Bởi nhạy cảm đi kèm với khả năng lắng nghe, nên họ có một nhận thức tinh tế sắc bén để biết ai có thể được giữ lại làm bạn thân. Họ sẵn sàng chia sẻ thoải mái nên đã trở nên thân thiết
có thể tin tưởng chia sẻ với người hướng nội bởi họ có khả năng giữ bí mật. Họ tôn trọng điều thầm kín bên trong mỗi người. Điều này cũng một phần bởi họ biết cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên cất giấu ở bên trong. 21. Có khả năng kích thích tư duy người khác. Họ ít gia nhập những cuộc trò chuyện xã giao. Họ thích dành thời gian và năng lượng cho những cuộc trao đổi sâu sắc. Họ có rất nhiều chủ đề thú vị để chia sẻ. Chỉ cần hỏi một câu hỏi thông minh từ đúng điều họ quan tâm, bạn sẽ nhận được những chia sẻ đã được tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng, đi kèm với cảm xúc hào hứng. Người ít nói và điềm tĩnh chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một cảm giác tin cậy đáng trân trọng. Cổ nhân nói, uống nước 7 lần trước khi nói. Trước khi làm việc gì, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, thật thấu đáo. Phẩm chất này đòi hỏi cả quá trình rèn luyện cho cuộc sống, bạn ạ. Chúc bạn thành công. Cảm ơn.